Kênh Thời sự và Giải trí xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung phần 3 của bài viết Những kẻ mù dẫn đường bao giờ mới đến thiên đường. Nguồn tin từ Facebook Nguyễn Thông. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Lại nói trong bài viết, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam được công bố hồi tháng 5 năm nay Ông Tổng Bí thư khẳng định, cảnh báo, nhắc nhở rằng xây dựng chủ nghĩa xã hội là sự nghiệp vĩ đại, khó khăn, không thể nóng vội. Sực nhớ ông anh họ tôi, một thầy giáo làng, nhưng kiến thức thì không phải dạng vừa. Hồi còn sống có lần bảo mấy ông cộng sản chỉ thích làm những thứ vĩ đại, còn làm đếch gì cũng gắn mác vĩ đại, đem bao nhiêu sức lực của cải, thời gian ném vào đó không cần biết nó sẽ đem lại gì cho dân chúng, đất nước. Ngẫm lời của ông anh thấy đúng thật. Thứ chủ nghĩa xã hội bánh vẽ vĩ đại mà các ông bà ấy theo đuổi tới nay đã 2 phần 3 thế kỷ. Rốt cục chỉ đem lại sự nghèo đói, lạc hậu, nội chiến, chiến tranh, sâu xé đất đai, tan rã dường mối quan hệ, dân chúng bất hạnh, kìm hãm đất nước chậm tiến hàng chục năm, thậm chí cả trăm năm so với rất nhiều quốc gia khác nếu nó chủ nghĩa xã hội đem lại một chút gì tích cực thì chính là ở chỗ tạo ra một cuộc sống đế vương cho tầng lớp lãnh đạo mà trường hợp xơi thịt bò rát vàng là một ví dụ rõ nhất ăn bánh vẽ thì làm sao mà no được mà bảo không thể nóng vội các ông bà cửa son rượu thịt để ôi thì mới đủng đỉnh chứ dân chúng nóng vội và sốt ruột lắm rồi nếu ai cũng như các ông nhà cao cửa rộng biệt thự xa hoa xe công miễn phí cả tài xế lẫn răng, mua bán thì những tôn đản nhà thờ, bệnh tật nằm phòng riêng thì những Việt Xô 108, chết chôn nghĩa địa riêng, con cái được tập ấm gia truyền con nối để giữ hồng phúc của dân tộc. Vậy thì sốt ruột làm gì cho nặng đầu khổ tâm? Ông giỏi lý luận, ông phải nói ra được cái điều liên quan tới vận mệnh của dân chúng cần lao, của cả dân tộc, của cả trăm triệu người chứ không thể chỉ loanh quanh liên quan tới đám vua chúa quần thần. Đừng làm như kẻ vua xưa, khi mà nghe tâu dân ngay cả cháo cũng không có mà ăn, lại phán rằng sao họ không ăn thịt. Tôi, kẻ viết những dòng này, đã đọc không sót một chữ trong bài lý luận đặc sệt của ông Tổng Bí Thư. Ông khen chủ nghĩa xã hội và vạch ra những khiếm khuyết tệ hại của chủ nghĩa tư bản, rồi chốt lại, xứ ta là dứt khoát, kiên định tiến lên chủ nghĩa xã hội. Vậy tôi xin hỏi ông và các đồng chí của ông, trái đất này hiện có hơn 200 quốc gia, có bao nhiêu nước đang tiến lên chủ nghĩa xã hội? Tất cả những nước giàu có, phát triển vượt bậc, dân chúng ngấm no hạnh phúc, có nước nào tiến lên chủ nghĩa xã hội không? Trung Quốc trong vài chục năm qua đã phát triển nhanh, mèo trắng hay mèo đen, miễn là bắt được chuột có phải nó, nó là vỏ chủ nghĩa xã hội mà ruột tư bản không mỗi khi cần thu hút đầu tư nước ngoài các ông thường mời gọi những nước tư bản hay là chủ nghĩa xã hội các ông thích làm ăn với mỹ nhật bản hàn quốc singapore đức úc hay với triều tiên cuba lào venezuela giá trị đồng tiền của những nước tư bản và xã hội chủ nghĩa thứ nào hơn con cái các ông gửi đi học đi rèn luyện để về làm quan nối gót các ông có chọn triều tiên cuba làm lựa chọn hàng đầu hay không đi du lịch ăn chơi các ông và người nhà có tới cuba triều tiên lào venezuela hay không xe các ông đi là xe đức nhật mỹ hay là xe chủ nghĩa xã hội đồ sinh hoạt các ông xài thậm chí thực phẩm nước uống hàng ngày có do cuba triều tiên cung cấp hay là từ nơi nào nước nào tiền trong túi các ông là đô la là mát là yên hay đồng kíp đồng quân cứ trả lời được những câu hỏi đơn giản ấy thôi là đã rõ chưa cần phải hỏi trong các nước tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa nơi đâu giàu có phát triển nhanh và bền vững nhất nơi đâu mà người dân được quyền dân chủ và sống hạnh phúc nhất nơi đâu cột điện tự nhổ gốc về đâu nhất đừng có lửa mị, cả vú lấp miệng em. Tôi thấy trên hệ thống báo chí tuyên truyền của các ông, trên mồm các giáo sư tiến sĩ lý luận Mark Lê giặt những lời xưng tụng bài viết của ông, nào là sáng suốt, đổi mới, đột phá. Thôi, giọng mấy ông giáo sĩ sống bằng lý luận như là Hoàng Trí Bảo, Đức Dũng, Tạ Ngọc Tấn, hoặc đám đối diện không nói làm gì. Họ không khen thì có mà đói dã họng còn có những lời có cánh khác là của ai của ông tổng bí thư đảng cộng sản thụy sĩ ông trưởng ban tuyên giáo cuba ông tổng bí thư đảng lao động mexico ông trưởng ban tuyên huấn lào ông cựu đảng viên cộng sản đức ông công an lào từng học ở việt nam của tay giáo sư lý luận đảng cộng sản trung quốc của tay cộng sản nga chuyên nghiên cứu về chủ nghĩa xã hội tóm lại của đồng đội đồng tuyền của đám anh em trung chiến hào tiêu diệt chủ nghĩa tư bản diệt suốt bao năm nay không diệt được. rồi ạ à, nếu đám ấy mà thấy chủ nghĩa xã hội là tốt đẹp như ông nói, sao chúng không kêu gọi nhân dân nước chúng phất cờ để tiêu diệt chủ nghĩa tư bản ngay trên đất nước chúng đi xây dựng thiên đường ngay trong nhà mình đi, lại cứ đứng ở ngoài để ăn bơ sữa để xúi dục những kẻ khác nghèo bền vững. chúng có giỏi cứ làm cách mạng xã hội chủ nghĩa ngay trên nước chúng. đâu có cái thói hồn trương ba ra hàng thịt, thân xác hưởng thụ thành quả tư bản, còn đầu óc thì hướng về chủ nghĩa xã hội. đám giáo sư tư tưởng lý luận ở Đức ở Nga kia không mở to mắt nhìn ngay vào thực tế đất nước mình, lại cứ đi khen đều và suối người khác đâm đầu vào ngõ cụt. Xin ghé tai ông nói nhỏ, lý luận của ông nếu là tuyệt vời về hướng đi cho nhân loại. Sao không thấy những ông như là ông Lý Hiển Long, các tướng Nhật, Úc, Canada, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch, thậm chí là Putin lên tiếng ngợi khen, xin copy về áp dụng cho xứ sở của họ? Hà ông. Tôi chỉ đề xuất, nếu các ông thích kiên định tiến lên chủ nghĩa xã hội, chả ai cấm. Các ông cứ chọn lấy vài tỉnh, thậm chí nửa nước, tụ họp hết những người cùng chí hướng vào đó để cùng nhau xây dựng tiên đường của các ông lâu hay mau khó hay dễ nóng vội hay không nóng vội tự các ông chịu làm tốt thì các ông hưởng không ai dành phần gây chiến đòi phải giải phóng các ông làm gì phần còn lại để người dân được lựa chọn đường đi của mình chắc sự khắc suất chẳng bao lâu rồi lại khắc nhập tôi và kết quả thế nào thì ngay bây giờ đã biết thói đâu cứ là thói bắt người ta phải cúi đầu lon ton đi theo mình trên con đường vô định. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung phần 3 của bài viết Những kẻ mù dẫn đường bao giờ mới đến thiên đường. Nguồn tin từ Facebook Nguyễn Thông đến đây là kết thúc. Trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung sau.